Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của team Liên Quân 2. Tỷ số đang là 2-0 rồi. Vâng, bên này thì bên kia thì có Maxe phi thường. Meo Meo là người cầm pan trong trận thi đấu này, cứ luân phiên thôi. Bên lớp với lại Meo Meo. Vâng, Meo Meo là người cầm pan, Kaze người cầm Choi Son và bên lớp là người cầm Maxe. Bên này có cái gì chúng ta hãy cùng điểm qua. Persian đến từ tuyển thủ No 1, Hồng Anh Roman. Bác là người cầm pan và cuối cùng là BB cũng là người cầm pan nữa, như vậy hai pan, một per và một Roman. Vâng, cái độ trẻ trong trận đấu này là kinh khủng khiếp. Chúng ta cùng chờ xem ai là người này vâng chủ lực duy nhất. Có lẽ là bài này cũng chỉ một người chủ lực thôi. Một đôi voi dành cho Pamiran đến từ cầu thủ BB. Vâng, một voi về là chính rồi. Tương đối mát. Phía xa có một bầy hươu. Nhưng là hơi xa, việc đá về là hơi mất thời gian. Nếu cứ cố tình là mất thời gian như vậy gặp game thủ phi thường rồi. Đầu cánh dưới góc 6 giờ, có khả năng là 6 giờ là phi thường. Phi thường là người cầm Maxe. Ôm được Maxe sớm là tốt. Đang bi ở trong trận đấu này cần bãi quả phụ đây rồi. Vâng, đang định nói bãi quả phụ ra ngay 5 cây. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem bãi này ai sẽ là người ăn trước. Gỗ đầu của Pan là hơi xa. Có thêm voi dành cho thủ BB trong tình huống này. Vẫy tay nhưng chỉ là một con. Điểm qua đi. Persian đến từ game thủ No 1 cũng một voi. Hồng Anh Roman. Vâng, Pamiran đến từ game thủ Park. Và cuối cùng tiếp tục đến với BB. Hai hit cẩn thận. Rồi, con voi là hơi xa nhưng dẫu xa rồi nó cũng đã nằm xuống rồi. BB đang khá tự tin. Lùi ra một chút sẽ đóng được thôi. Vâng, vẫn quyết định đóng mặt với bên này. Tương đối nguy hiểm. Vâng, ép nông dân ăn gỗ. 19 nông dân đến từ game thủ BB. Một bài đã dừng rồi, sao vẫn xịt. Cố thêm một thằng. Chúng ta cùng xem bãi quả phía trên game thủ phi thường đã phát hiện ra và ăn hay chưa. Có Kene một chút hay không. Vâng, 19 nông dân và 72x. Đặt chiếc BG mặt phía bên này chứ không phải là mặt phía bên kia. Như vậy phi thường là người không phát hiện ra bãi quả này rồi. Bóng giò Maxe rất rộng nhưng phi thường là người phát hiện ra sau, ít nhất là như vậy. Một bầy hươu rất to, 7 con. Đảo qua tình hình một chút xem như thế nào. Nó 1, 26 dần. Hồng Anh 24 đến từ Roman. Park 18 dân Pavian. Và cuối cùng là BB. BB đang có những thao tác cực kỳ mượt. Chúng ta nên theo dõi màn hình máy cầu thủ BB. Tìm hiểu tại sao vâng, nguyên nhân người ta gọi là một siêu nhân. Dân chạy vòng, chỉnh lại ngay. M. À xin lỗi bạn L. Hơi đuối gỗ một chút. Phải đóng một BS để ăn hiêu và một BG ở trên này. Hơi đuối gỗ. Một bài khoảng 12x đến từ game thủ BB. Và như vậy là 13-1 đến từ game thủ BB.
ép khá nhiều nông dân gỗ trong tình huống này. Xóc giò chưa? Thì đã xóc giò rồi. Vâng, công giáp này đầy đủ, rất khỏe như một con trâu. 6 giờ phi thường sẽ là nạn nhân. Đây rồi, con giò công giáp đầy đủ, nạn nhân đầu tiên. Max C không bánh xe. Phi thường cũng đã là người nhảy từ đời 1 lên đời 2 rồi. Dấu dần rất tốt dành cho phi thường. Bị hướng ngay lên trên góc. Vâng, 9 giờ. Đây rồi, phi thường đang rúi rụi bo bế. Như vậy là vâng, cho son chơi ra đầu cánh phía nhà của game thủ. Vâng, cho son chơi ra đầu cánh phía nhà game thủ VB trong tình huống này. Hoàng Anh tham lai 25, một khoanh ruộng ấm. Nó 1 tham lai 27 dành cho Persia. Phía trong và đánh cung A. Hoàng Anh thì vẫn thế. Park tham lai 18, 17 đồng dân một con ngựa giò. Và cuối cùng tiếp tục đến màn hình máy thủ BB. Và ép đời là khá sớm nhưng pha chạy giò là chưa hiệu quả. Bây giờ thì lao thẳng vào nhà cầu thủ Kaze. Kaze chưa bánh xe. Vâng, Kaze sắp hoảng rồi. Vâng, BB chốt lại một câu là anh hãy quên hết tất cả và nó đi. Anh hãy quên hết tất cả chúng nó đi. Cực kỳ tự tin. Thích phong cách như vậy. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy game thủ No 1. No 1 đang chuẩn bị có giải ép đời. Vâng, phút thứ 15-21, No 1 đang giành giải ép đời 4. Và rất khỏe, chúng ta cùng vâng, lát nữa quay lại sau xem những con hot đến sau. Bây giờ đang xem màn hình máy game thủ BB. BB chém rất khỏe, bây giờ đều có cả cung R. Bắn bò nhỏ đến từ game thủ phi thường. Thường khổ lắm rồi. Bài thường quá khổ. Và Kaze cũng khổ không khác gì thường. Vâng, Bi đang rất khỏe, cực kỳ hổ báo cáo trồn với cái bài Vamidan lên đời sớm lực châu thị bò của mình. Vâng, đóng cờ và sau đó được vẽ dụng chay ở gần giữa bản đồ. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của game thủ No 1. Vâng, 27/52 tham lai cũng này. Và đã nhảy 4 thành công. Vâng, hóa đời 4 ở phút thứ 18. Có một cái sự phú không hề nhẹ một chút nào. Màn hình máy của game thủ Hồng Anh tham lai 25. Tham lai thì vẫn đang cân thôi, nhưng bên mình thì có một nhà đã nhảy 4 rồi. Vâng, hổ báo cáo trồn lao ngay vào lạc đà pan. Kinh khủng. Tiếp tục đến màn hình máy của game thủ vâng, đầu 1, người đã bật 4 thành công. Vâng, Persian thì không có bắn chặn. Có lửa nhưng không có bắn chặn. Tham lai 39 dành cho Persian. Hồng Anh tham lai 24, một khoanh ruộng cực to và ấm. Tham vẫn cân thôi. Thậm chí còn yếu hơn một chút. Pamidan đang hơi đuối so với Pamidan của Mèo Mèo. Nhưng BB thì đang rất khỏe. Không, BB bị dummy rồi. Tiếp tục đến màn hình máy em thủ nó 1, tham lai 48 thời điểm này. Lên 4 thành công rồi, nhưng đang là hơi mong manh ở thế trận như thế này.
hơi mong manh. Vâng, những con hot đến từ Persian, mắc binh tầm xa cũng chỉ là 7 cộng 1 thôi. Một cô lắm đi chăng nữa cũng chỉ đến 7 cộng 1, không thể hơn được. Bây giờ thì đẩy ra cứu cho BB. Đang đóng lờ, làm vài con voi. Về lớp sẽ là người cầm Maxe và được lấy bộ đẩy lên 4 thôi. Mèo đang quản vàng rất gắt đến từ thủ nô 1, nhưng hiện tại thì lượng vàng vẫn đang còn đủ để sóc tầm vài tơn nữa. Sẽ là bất lợi khi mà Persian không có được tầm xa. Vâng, Hồng Anh bị bùng hốc rồi. Vâng, BB thì đón đầu phía bên này. Nâu 1 thì đứng bắn ở phía bên này. Quá khổ dành cho game thủ phi thường. Quá khổ. BB vẫn đang giữ tham rất tốt. Giữ tham và chém rất tốt. Hồng Anh giữ được tham lai 22, nhưng không có nhiều quân. Nâu 1 tham lai 56 ở thời điểm hiện tại. Hồng Anh 21/40. Vâng, Park thì bây giờ tham lai còn 7. Chưa có bánh xe, hơi căng. Và tiếp tục đến với Pamidan của thủ BB thôi. BB chém thực sự là mượt mà và sướng mắt. Thực sự là như vậy. Tiếp tục đến màn hình máy của game thủ nô 1 tham lai 49. Giáp 6 rồi nhưng những con hot chém vào và những con lạc đà chém vào những con hot được cộng đam. Quá giáp. Như vậy Max C đến từ thủ về lớp cũng đã bật 4 thành công. Tương đối căng. Rất đông những con lạc đà đến từ thủ mèo, cực kỳ đông. Vâng, hot dắt vào dãy FBE tương đối căng. Tham lai nó 1 không to được, chỉ vâng tầm 4x thôi, không to được. Nông dân Persian không bánh xe, phát triển là rất chậm. Mèo cầm pa đang đánh là tương đối khủng khiếp. Hồng Anh tham lai 26 cũng không thể hồi quá nhanh được. Park tham lai còn 10, trước tiên phải nghĩ đến cái chuyện bánh xe trước, sau đấy thì tính tiếp. Đây, máy của thủ BB tham lai 25/44. BB giữ tham rất tốt, vẫn là chém khá khỏe, nhưng về mặt cơ bản một mình BB là rất khó chơi. Paridan rất khó chơi lại những con y Max C. Vâng, quay ruộng là rất nhanh, mặc dù ít nông dân thôi. Tiếp tục đến màn hình máy của thủ nô 1. Vâng, Max C đã hóa y đẹp rồi. Và có khá nhiều những con y đẹp đến từ Max C của cầu thủ về lớp. Max C là có thể vâng, những con y đẹp có thể lên được đấy tới chiên đồng 5. Rất nguy hiểm. Không có bắn chặn đến từ những con hot của Persian.
Đó là chưa kể những con lạc đà Parmesan đến từ thủ áo mèo quá đông. Cho voi lên trước đi. Y đâm là cực kỳ đau. Vâng, vừa hót bắn vừa voi chơi. Nhưng thời điểm này là thời điểm vâng những con y đang tỏ ra sức mạnh vượt trội của mình. Màn hình máy của em thủ Hồng Anh tham lai 35. Park tham lai đã hồi lên 16 thời điểm này. Và cuối cùng là BB. Vâng, chui được một tên siêu hiệu quả vào nhà em thủ phi thường. Đúng là một tên mà em thủ phi thường cảm thấy buốt kinh khủng. Quá buốt phi thường. Quá thấm và buốt sau tên này có lẽ phi thường tụt tham một cách đúng là siêu thảm hại. Vì có những tên lọt nhà là siêu siêu ảo. Máy của game thủ vâng đầu một tham lai 72 thời điểm này những con lạc đà pan quá đông. Cũng may là có con voi nếu không là rất căng. Vâng, hot cũng chết gần hết. Rất may là có con voi, nếu không tình huống vừa rồi thì có lẽ là một đàn hot đã nằm xuống. Park bây giờ tình hình thế nào rồi? Tham lai hồi lên 20 rất nhanh. Và bi 25 bây giờ lại muốn đục vào nhà của Mel một tên. Không không thể sửa nổi trong tình huống vừa rồi, không thể sửa nổi. Rất nhanh tay. Láo thẳng phía trong, quyết định hy sinh một vài con phía ngoài. Ăn dần phía trong. Mèo và e cũng rất nhanh, mèo bi thì không lạ lẫm gì nhau. Ô, không. Vâng, rất đông những con phù. Ô không. Vâng, bi rất khỏe, một khoanh ruộng. Bây giờ thì 20, tham 20 toàn dân. Hai con lạc đà 18 dần ngay những thời điểm đầu luôn. Bây giờ thì cứ 2 lờ bắt đều thế thôi, đơn giản thế thôi. Chém rất hiệu quả, chém 4 một tên lọt vào nhà em thủ phi thường thì không nói, nhưng tên này là một tên hiệu quả tiếp theo. Đi vòng một tên muốn tẩu thoát nhưng cũng rất khó. Màn hình máy của em thủ nơ 1. Thằng này 59. Nơ 1 lại bung nhà tập 2. Lạc đà Parmesan là quá cơ động. Lùi dân vào vảy e, Hồng Anh lùi dân vào phía trong vảy e đi. Tạm thời qua cơn bị cực này cái đá, sau đó rồi tính tiếp. Vâng, tham lai, nhỉnh lên một chút. Nhưng về lớp bây giờ đang ở đâu? Rất nhiều dân đến thủ về lớp. Nô 1 tham lai 58 đã được liên tiếp bơm đồ. Rất đông những con y đến từ thủ về lớp, những con y chiêng 5. Cực kỳ đông. Hoàng tham lai 46 còn phải ăn vàng nhiều hơn nữa. Nô 1 hết vàng rồi. Bác tham lai 34 đã có khá khá vàng. Cần thiết đi bơm cho nó một ít vàng đi. BB tham lai 22 lại lọt được vào nhà với lớp một tên. Bì đánh rất ảo. Lại lọt ruộng. Về lớp lại khổ tên này. Những con lạc đà chém 4. Hơi đáng tiếc trong tình huống vừa rồi là vâng những con y áp sát là hơi nhanh. Nếu không thì có lẽ lớp lại hoàng tập 2. Thực sự là bị đánh rất kinh nghiệm. Cái đầu là tinh quái, bàn tay là kinh nghiệm. Lại 57 đến từ thủ nô 1 trong tình huống này.
vẫn chưa có những tên đẩy dứt khoát được nhà nào. Vâng, chỉ là thủ với Hồng Anh thôi. Hồng Anh sắp lên được 4 hay chưa, chúng ta cùng xem. Vâng, còn lâu lâu thì mới lên được 4, không ăn được vàng. Ông anh tay rất to các bạn, thấy xong dân bây giờ toàn dân không, 67 dân rồi. Toàn dân không là dân thôi. Một 1,5 kích y chiêng đồng năm đến từ thủ về lớp. Thôi ôm dân mà chạy đi. Không, anh ôm dân chạy đây. Chỗ này không phải được đâu, ôm dân mà chạy đi. Không, anh thằng này 65. Một tên ốp tập thể. Tham lai đầu 1 bây giờ tụt xuống còn 63 trên 148. Hồng Anh tham lai 62. Park tham lai 28. Còn Bi tham lai 17. Có lẽ là cũng không nên vâng yêu cầu quá nhiều Bi thời điểm này rồi. Bi làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ là Park thôi. Vâng, cố gắng rỉa giỏi những con nông dân đến từ game thủ về lớp. Nó một đỡ được nhà hay không? Tham lai tụt xuống 41 thời điểm này. Vâng, Bi đi xài rồi. Khó. Mà không đánh chết hẳn được cái thủ về lớp, trận đấu này rất khó. Mèo vâng, 2-1 và chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo. Đây,